Cô xin chào các em. Chào mừng các em đến với chương trình live class A to Z tiếng Anh 10 của Kiến Guru. Cô là Thiện Mỹ, cô sẽ phụ trách bộ môn tiếng Anh 10 trong năm học này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về đối tượng của khóa học. Chắc chắn đối tượng là các bạn học sinh lớp 10 rồi đúng không nào? Ngoài ra chúng ta còn có các bạn muốn cải thiện điểm số nè, các bạn có nhiều thắc mắc chưa được giải đáp trên lớp học đều có thể tham gia vào khóa học này đó. Tiếp đến mục tiêu, mục tiêu của khóa học là gì? Chắc chắn mục tiêu của khóa học là phụ đạo toàn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, giúp cho các bạn học sinh còn gặp nhiều trở ngại trong học tập, thông hiểu kiến thức, nè tự tin chủ động hơn trong việc học và cải thiện điểm số, một điều rất quan trọng đúng không nào? Vậy thì các em sẽ được học gì trong một buổi học live class của Kiến Guru nhỉ? Đối với môn tiếng Anh, các em sẽ được học 3 phần, đó là từ vựng, ngữ pháp và Bài tập thực hành. Về phần từ vựng, chúng ta sẽ được học các từ vựng thiết yếu theo chủ đề nên bài học sẽ không hề nhàm chán tí nào đâu. Và chúng ta sẽ được học các từ gia đình quan trọng để mình có thể áp dụng vào bài thi nữa. Tiếp đến sẽ là phần ngữ pháp. Phần ngữ pháp thì cô sẽ đi từ định nghĩa, cấu trúc, cách dùng và mẹo làm bài hay nên cô tin rằng các em sẽ có thể ứng dụng phần ngữ pháp này vào phần thi cuối kỳ của mình một cách xuất sắc luôn. Tiếp đến là phần bài tập thực hành. Bài tập thực hành với nhiều dạng bài tập phong phú và sửa bài cẩn thận chi tiết sau mỗi bài tập. Các em sẽ được tích góp nhiều kiến thức hơn để tự tin trong kỳ thi cuối khóa của mình. Và nội dung của toàn bộ khóa học là gì nhỉ? Đây, đây là nội dung của 10 buổi học trong khóa học này đó. Như các em đã thấy chúng ta sẽ học ngữ pháp và từ vựng theo chủ đề, đúng không nào? Ví dụ như buổi đầu tiên, cô sẽ có phần từ vựng là modern technology và phần ngữ pháp là present perfect active and passive. Đến buổi thứ hai thì cô lại có thêm chủ đề modern technology number 2 là chúng ta sẽ học mở rộng hơn về chủ đề này và chúng ta có phần ngữ pháp là who, which, that rất sát sao với chương trình học của các em đúng không nào? Và cuối cùng ở buổi thứ 9 và buổi thứ 10, đó là hai buổi ôn thi học kỳ 1. Chúng ta sẽ tham gia ôn lại tất cả kiến thức đã được học trong học kỳ 1 nè và có thể là giải đề thi mẫu của học kỳ 1 nữa đúng không nào? Và hình thức của một lớp học live class là gì? Chúng ta sẽ được học trên nền tảng Zoom rất tiện lợi và thú vị luôn. Ngoài ra chúng ta còn có một buổi phụ đạo sau mỗi buổi học nữa phụ đạo khoảng chừng 30 đến 40 phút thôi. Đây là thời gian dành cho các bạn nào còn chưa hiểu rõ bài học hoặc có nhiều câu hỏi cần được giải đáp sẽ đặt câu hỏi trong quá trình phụ đạo này. Cô giáo hoặc là trợ giảng sẽ giúp các em giải thích vấn đề của mình còn thắc mắc. Tiếp đến các em sẽ còn được một đặc quyền nữa đó là hỏi đáp 24 giờ. Nghe tên là đã biết rồi đúng không? Hỏi đáp 24 giờ có nghĩa là các em có thể đặt câu hỏi 24 trên 24 luôn. Và giáo viên sẽ cam kết trả lời câu hỏi của các em trong vòng 24 giờ từ khi các em đặt câu hỏi đó. Ngoài ra các bạn học sinh còn được ẹp vào group kín Zalo để được giải đáp hoặc chia sẻ tài liệu trong suốt quá trình học. Các câu hỏi được thực được tiếp nhận và giải đáp chậm nhất 24 giờ nha. Nhớ đó, đừng có đừng đừng cảm thấy lo lắng khi câu hỏi của mình đặt ra chưa được giải thích bởi vì trong vòng 24 tiếng giáo viên sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho các em. Và các bạn học sinh sẽ đặt câu hỏi qua Google Form, một cách thức đọc câu hỏi rất tiên tiến đúng không nào? Chúng ta sẽ có phần kiểm tra đầu vào nè, kiểm tra giữa khóa và kiểm tra cuối khóa nữa. Các bài kiểm tra này cô cam kết là các em sẽ có điểm số tăng dần qua mỗi bài kiểm tra và qua quá trình làm kiểm tra như thế này thì các em sẽ tự tin hơn trong bài kiểm tra cuối kỳ 1 của mình tại trường. Và cuối cùng một đặc quyền rất đặc biệt chỉ có tại kiến guru đó chính là học một kèm một. Học một kèm một nghe tên là biết rồi đúng không nào? Các em có thể đặt lịch với giáo viên để được học một kèm một lịch này sẽ không phụ thuộc vào giáo viên mà phụ thuộc là các em, các em rảnh giờ nào có thể đặt lịch giờ đó, không lo lắng gì hết ha. Và mỗi buổi học của chúng ta sẽ kéo dài từ 35 đến 40 phút, các em sẽ có hai buổi học và chúng ta sẽ đặt lịch qua Google Calendar. Cô đã nói qua tất cả những điểm hay của khóa học, cô hy vọng là các em sẽ đến với chương trình học Live Class A to Z của kiến Guru để gặp cô nhé.